Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn để gửi về cho mình à, Thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma mà muốn gửi về cho mình đó Để mình kể lại cho tất cả những người khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình Tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng com Còn nếu không đó, các bạn cũng có thể gửi về cái số zalo của mình Số zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là theo dõi một cái trang facebook của mình trang Facebook của mình tên là Chuyện Ma Vũ Mập Mọi người có thể là vào đó và theo dõi những câu chuyện ma mình đăng lên nè Cũng như là gửi chuyện về đó luôn nha mọi người nha à, Rồi hôm nay mình sẽ vào cái, cái tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay là mình sẽ đọc tên ở bạn đã comment ở tập 109 vào Ngày hôm qua à, Tại vì tại sao một tập 107, 108 mình không đọc tên thì mình cũng đã nói rồi Là do mình bận công chuyện là mình phải đi xuống nhà Dương Minh Sơn đó mọi người ha <laughs> và sáng nay đó rồi 11 giờ trưa mình cũng đã đăng cái video của anh Dương Minh Sơn rồi, rất là nhiều người thích luôn. Và rất là nhiều người comment luôn nói là anh Sơn, anh Dương Minh Sơn rất là dễ thương và à, người ta rất là thích cái video đó luôn nha mọi người. À, rồi bây giờ cái bạn comment á, ngày hôm qua đó ở tập 109 á, và được nhiều người yêu thích nhất luôn á Đó là bạn có cái tên là Eric Lâm đó Và bạn cầm comment cái nội dung cũng rất là dài Nói chung là cũng là ủng hộ cái gì đó thì thôi để ủng hồi, hồi nữa mình mình nói sau đi Mình xin phép là mình không có đọc cái comment của bạn này Mọi người có thể là vào xem cái bạn comment sớm nhất ở tập 109 ngày hôm qua để đọc nha và cái comment mà của cái bạn mà comment sớm nhất ngày hôm qua đó là bạn có cái tên là Bảo Duy nha mọi người nha. Và mình cảm ơn Bảo Duy rất là nhiều và mình cảm ơn Eric Lâm Lất rất là nhiều luôn. Thì á, ở tập 109 á, mình đã xin phép mọi người tầm khoảng hơn 10 phút đúng không? Để mình nói về những cái sự việc như vậy đó thì thôi mình không có nói lại nữa mà chỉ là mình rất là vui á vì rất là nhiều người comment lên luôn và kiểu như rất là đồng cảm với mình, rất là đồng cảm, rất là chia sẻ với mình những cái điều đó đó và họ và nói là mình của mình cũng kệ đi mình cũng đừng quan tâm tới đó, à, thì mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn mình nói ngắn gọn thôi mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn thì cái comment của bạn Eric Lâm á, cũng là một trong những cái comment đó là cũng là kỹ như là đưa ra những cái lời khuyên đó, rồi cũng là à, ủng hộ mình cũng là động viên mình rất là nhiều mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn lúc này mình mới thấy á, tuy cái kênh mình á, là cái lượng người theo dõi nó thấp nó thấp hơn so với những người khác rất là nhiều nhưng mà kiểu như là cái hơi ấm đó cái hơi ấm và cái cộng đồng của mình đó là ra quan tâm nhau rất là nhiều luôn và mình cảm thấy rất là tự hào về cái cái vấn đề đó đó mình bao nhiêu tập rồi mình đưa cái bất kỳ vấn đề gì lên là bắt đầu là người ta nhảy vào là bắt đầu là người ta chia sẻ đó mọi người chia sẻ mọi người chỉ dẫn mọi người hướng dẫn những cái khuất mắt trong chuyện tâm linh rất là nhiều luôn và mình cảm thấy cộng đồng của mình là rất là thương yêu nhau rất là đùm bọc lẫn nhau luôn và mình tin á, cái cộng đồng của mình nó ngày càng nó sẽ lớn mạnh hơn để lan tỏa cái tình yêu thương đó cái tình quan tâm đó về cái chủ đề tâm linh những ai gặp chuyện tâm linh đi vào đây hỏi là sẽ sẽ có có rất là nhiều người quan tâm tới đó thôi không mất nhiều thời gian của mọi người đó bây giờ đó là mình xin nói mình nói sơ mình nói nhanh thôi nha một chút xíu vấn đề thôi vẫn như là những lúc trước nếu mọi người nào mà nghe tới đây đó muốn vào chuyện luôn đó, thì mọi người có thể là tua qua tầm hai ba phút để vào chuyện luôn còn nếu không mọi người có thể là ở lại để nghe à, du Mập tâm sự chút xíu nha mọi người nha thì như mọi người cũng đã biết á, hôm nay chính là cái tập truyện của anh Dương Minh Sơn đó là hôm nay là giống như là ngày của ảnh vậy đó 11 giờ trưa là mình đăng cái video về nhà, quê hương của ảnh về nhà cửa của ảnh về cuộc sống của ảnh tối nay là kể những câu chuyện của ảnh luôn nhưng mà mình xin phép mọi người á, là mình sẽ chèn vào một cái câu chuyện của một cái bé này, bé đã gửi mới 4 năm ngày trước thôi. Mà tại sao có những người gửi cả tháng rồi mà mình chưa kể, nhưng mà bé này mình lại ưu tiên trước. Như là nếu mà mọi người có để ý thì mình có đăng trên trang cộng đồng đó, là cái bé này á, là bé chỉ mới có 11 tuổi thôi. À, bé mới 11 tuổi thôi và bé xin giấu tên, bé chỉ nói là tại vì nhiều khi là có tên ra rồi cha mẹ nghe được rồi biết con cái mình ma cỏ hay nọ được cũng không nên nên là bé bé cũng bé tuy là nhỏ nhưng mà bé cũng có hiểu bé cũng có biết suy nghĩ đó bé nói là xin dấu tên và bé, bé nói là kêu bé bằng bé heo thôi đó, bằng một bé heo đó, sinh năm à, 2009 là năm nay là mới có 11 12 tuổi thôi bé gửi gì một cái câu chuyện ma nó dài tầm khoảng một phút 24 giây thôi đó nên là À, nên nên thành ra là mình xin phép mọi người đó để cho một đứa nhỏ nó đợi đó, thì mình cũng ngại mình cũng kỳ ha mình người lớn thì thôi à, mình chèn vào chuyện này luôn và anh dương minh sơn thì chắc chắn là mình không cần xin phép đâu tại vì mình biết chắc chắn anh dương minh sơn sẽ đồng ý tại vì sau cái lần mà đi xuống dưới quê ảnh vậy đó là coi như là hai anh em mà coi nhau như là người trong nhà nên thành ra những cái uh, lễ nghi này nọ đồ coi nhiều à, anh sơn cũng nói thôi có bỏ qua đi ví dụ như là chuyện anh em muốn sắp xếp sau kể cũng được nên thành ra là mình cũng không cần phải xin phép ảnh mình biết chắc chắn là anh sẽ đồng ý đó là mình sẽ chèn cái câu chuyện của bé heo vào trước để mà kể trước luôn và sau đó tại vì nó ngắn mà nó có một phút mấy hai phút à và sau đó là mình sẽ kể chuyện anh minh sơn nha và một cái thứ hai nữa là như mọi người nãy giờ mình cũng thấy đó cái cam cam này không biết mình để đây nó có choáng mắt mọi người mà thì mọi người cho mình ý kiến nha kiểu như là từ nay về sau thì mình mình để như vậy được không để kiểu như là mình nói thẳng luôn đây là quảng cáo đây là quảng cáo cho cái sản phẩm của mình để mọi người thấy và mọi người ủng hộ hay là mình chỉ mình chỉ cần để trên này thôi mình bỏ cái này qua một bên luôn được không đó thì mọi người cho mình ý kiến thử nha thì mình để này thật sự là quảng cáo mà mình quảng cáo cho sản phẩm của mình đó, nếu mọi người thấy không thích thì thôi mình bỏ xuống cũng được đó là tùy mọi người nha thì á cái chính thức ngày hôm nay á là cái khô gà nó đã nó đã xong rồi và sáng nay đó là mình mới vừa giao mình không có mình không có đếm cái số lượng hũ mà mình đếm được tầm khoảng mười mấy hai mươi đơn hàng đó mỗi đơn hàng là từ hai ba hũ cũng có ba bốn hũ cũng có nữa thì nó có thể là cỡ như là ba mươi mấy bốn chục hũ hay gì đó là mình đã giao cho mọi người tại vì mình chưa công khai lên luôn á mà người ta đặt rồi người ta nhắn tin đó khi nào có là giao chị khi nào có giao cho chị đó là hình ra là có là mình đi giao liền là mình cũng ba mấy bốn chục hũ rồi đó nên thành ra là mình cũng không có gom lại mình chụp hình cho nó nhìn nó hoành tráng nữa mình chỉ còn ở nhà tầm khoảng mười mấy hai chục hũ à đó để mình chụp hình mình cho mọi người xem thì á ở đây là mình xin nói một chút nha là mình nói, mình mình bổ sung vô cái tập trước á, là mình có nói về cái khô gà này thì hôm nay mình bổ sung thêm là cái gì là cái khô gà nè là ngoài cái những, những, cái vấn đề mà vỏ hộp hủ như thế nào đó ở lớp nhôm trong thế nào thì còn thêm hai cái nữa cái thứ nhất á, là khi mọi người muốn ăn cái này đó mình mới làm thêm cái này là mọi người phải tháo cái lớp mi lông này ra tháo nó có một cái lớp mi lông nữa là mình siêu ở ngoài đó cho nó đảm bảo cái vấn đề mà vệ sinh đó, đó và tháo cái lớp mi lông này ra và mình gói nguyên một hủ luôn À, mình mình gói cả một hũ luôn nha nhưng mà mình mở là mở cái nắp ở trên là được rồi đó là khi mở ra đó à, mình phải tháo cái lớp mì lông ra mọi người mới mở ra được đó thì ở trong đó thì nó vẫn như cũ thôi là nó có một cái lớp nhôm này nọ rồi đó. đó rồi để bổ sung thêm nha là một vấn đề nha cái thứ hai nữa là trong có hút ẩm mọi người lưu ý kỹ nè phải lưu ý kỹ nè để kiểu như là để mọi người có con nhỏ thì không biết đó thì khi mọi người mua về trong đây á mọi người thấy cái xanh xanh trong đây không nè nó có cái xanh xanh trong đây nè Đó, thì tôi hơi tối thì đây á là cái gói hút ẩm nha mọi người lưu ý kỹ nha tại vì mình biết có rất là nhiều người biết rồi nhưng mà mình nói đây là với những trường hợp mọi người nào không biết thôi thì đây chính là một cái gói hút ẩm có nghĩa là có cái gói này vào đó là nó sẽ hút cái độ ẩm ở trong cái cái này và nó không cái khô gà này nè nó làm cho cái khô gà nó tươi hơn đó <laughs> chứ không phải là phẩm màu gì hết trơn á đó. là cái chuyện bình thường trong thực phẩm thôi Mọi người lưu ý á, là cái gói này là không được phép sử dụng nha mình ăn hết khô gà còn cái gói này mình cứ để im chỏng thôi và mình đem dục thôi chứ mình không được phép sử dụng nha sử, sử dụng là nó rất là nguy hiểm luôn đó và cái gói hút ẩm này á, là mình mua cũng là mình mua cái loại xịn nữa mọi người nếu mọi người biết á, cái gói hút ẩm thường á, là cái cái bao của nó cái bao bằng giải nọ đồ nó dễ bị rách lắm mà rách ra là cực kỳ nguy hiểm luôn đó nên mình thành ra mình không có tiết tiền mình mua cái gói mà nó bằng kiểu như là cũng ni lông thôi nhưng mà nó nó dày hơn là không thể nào mà đắt được nó chỉ là cái lấy cái kéo cắt mà nó còn khó nữa ở đó là cái gói hút ẩm nha mọi người nhớ kỹ là không được sử dụng nha thì rồi mình nói lại đây là một cái hũ khô khô gà một hũ khô gà là nặng 250 trăm và giá mình bán là 85 mươi lăm còn cái cách mình mà mọi người mua đó thì mình ở dưới cái phần mô tả video này đó là mình có để cách thứ nhất á nếu bạn nào những bạn trẻ những anh chị cô chú mà có hiểu thêm biết về cái uh, kiểu như là công nghệ đó thì mọi người có thể là vào cái trang shopee mọi người mua mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả của cái video này là cái thứ nhất à, cái phần thứ hai nữa đó là mọi người có thể mua bằng cái cách là mọi người cầm minh kiểu như là mọi người không phải là cầm minh mọi người nhắn tin trực tiếp vào cái zalo của mình luôn à, mình có số zalo số zalo mình là 0938 mọi người kết bạn zalo và mọi người nhắn tin luôn để nó, nó sẽ dễ hơn cách đó là cách tốt nhất đó và cái cách shopee nữa còn và cái cách thứ ba nữa là mọi người có thể là nhắn tin vào cái trang facebook luôn là ba cách shopee À, à trên zalo và trên facebook là ba cách nha và đối với những anh chị cô chú nào mà lớn tuổi mà chưa có biết qua những cái đó đó những có kiểu như là không biết tại vì mình người cũng biết ở trên của mình thì những anh chị cô chú lớn tuổi nhiều lắm mà không phải ai cũng biết xài những cái cái điện thoại đời mới bây giờ thì nếu mà những anh chị cô chú nào đó mà không biết những cách đó, đó thì mọi người có thể là gọi trực tiếp cho con luôn hoặc là nhắn tin đi nhắn tin đi cho nó tiện nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của con là 0938773799 để mọi người có đặt mua hàng gì đó thì mọi người nhắn tin trực tiếp luôn là mình cũng sẽ trả lời luôn nha đó sau đó là bốn cách là mình sau này là từ đây trở đi là mình sẽ mình không có nói hoài đâu mình mình chỉ nói bây giờ thôi còn những clip sau là mình không mình mình không nói tới nữa để mình tập trung mình kể chuyện chứ đâu phải clip mình cái video mình là video kể chuyện mà chứ đâu phải là bán hàng đâu mà clip nào mình cũng nói mình chỉ nói một lần này để mọi người lưu ý thôi và từ đó về sau á ở dưới cái phần mô tả video đó là mình sẽ để cái cách mua hàng ở đó thì mình để hoài thôi đó còn trong chuyện thì mình không nhắc tới còn những bạn nào đang thắc mắc là ừ mô tả video là sao đó thì mọi người vào điện thoại mọi người bấm vô cái cái video của mình và nó có cái tựa đề đó cái tựa đề là chuyện ma có thật tập bao nhiêu rồi tên gì đó mọi người bấm vào cái tiêu đề nó là nó sẽ hiện ra cái phần mô tả video và mọi người vào đó để mọi người xem cách thức mua hàng nha đó rồi thôi bây giờ <laughs> mất quá nhiều thời gian rồi Xin lỗi mọi người, tập 109 đã nói nhiều rồi, tập này còn nói nhiều nữa thôi, thông cảm giùm mình nha. <laughs> rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay luôn. À thì như mình đã nói đó là mình sẽ chèn cái câu chuyện của bé heo của một bé bé gái tên là bé heo 11 tuổi đã gửi về á. Thì bé có uh, kể cho mình nghe đó là một vào một cái lần nữa đó là bé đang ngủ ở trong nhà, đang ngủ trong nhà bình thường đang ngủ với ba mẹ luôn tại vì 11 tuổi thì vẫn chưa ra ngủ riêng được. Thì uh, lúc này đó là bé có nằm mơ đó là con 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 bé có nằm mơ một cái giấc mơ mà nó rất là kỳ lạ luôn thì trong giấc mơ đó là bé thấy rõ ràng á là mình kiểu như không biết là đi du lịch hay đi đâu đó mà tại sao không biết tại sao là lại đi ra ngoài cửa xong lại đi tới cái thang máy mặc dù là nhà của bé là không có thang máy nhưng mà trong giấc mơ bé lại thấy cái cảnh là mình đi vào trong một cái thang máy đó mà khi cái thang máy nó mở ra đó là ở trong đó là nó tối thui mọi người thấy nó, nó rất là kỳ lạ đúng không tại vì cái thang máy bình thường mình mở ra là ở trong đó nó phải sáng đèn như lắm mà cái thang máy này mở ra là nó tối thui không có thấy gì hết giống như là ở ngoài này thì sáng mà trong cái thang máy là bao trùm cả một cái màu đen như vậy nhưng mà lúc này là do là mới nói là con cũng đi vô bình thường luôn con thấy thì con sợ lắm nhưng mà không hiểu tại sao con vẫn bước vô bình thường luôn đó là bé nói vậy khi mà bước vô nha bước vô vậy đó thì bé nhận biết được là cái thang máy đang đưa mình xuống tầng trệt là trong cái nhận thức cái giấc mơ đó là bé biết là mình đang đi xuống cái tầng trệt còn của trong cái khách sạn nào hay là ở đâu thì bé không biết đó chỉ biết vậy thôi thì khi mà cái thang máy xuống tầng trệt thì mới nghe cái tin thì thang máy lúc mà mở ra là sẽ báo hiệu một cái tin một cái đó thì khi cửa thang máy mở ra như vậy đó thì bé thấy ở đằng trước mặt mình luôn là có một người phụ nữ đang đứng đó đó bảo mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng nha, nhưng mà không có cái chân. Đó, bé nói là bé nói là không thấy cái chân, mọi người thấy không? Một cái cảnh tượng kinh dị như vậy mà một đứa bé 11 tuổi phải trải qua một cái kinh dị như vậy. Rồi nó rất rất là nó 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 khác biệt so với một người lớn người ta thấy lắm. Không có cái chân đâu nha, rồi khi mà bé nhìn lên đó, là bé còn thấy là tóc bà này là không thấy mặt tại vì tóc nó đã sụ xuống rồi. Tóc nó đã sụ xuống và nó che hết mặt rồi à mọi người tưởng tượng được chưa bà đứng vậy đó thì bắt đầu á cái bà này mới hỏi mới hỏi con bé này là nói con muốn đi đâu hả à, thì bé mới cũng cũng nói chuyện bình thường nói dạ con muốn về với cha mẹ con đó là bé nói chuyện bình thường thôi thì sau đó đó là bé bắt đầu là hỏi xong bé bé trả lời xong rồi bé mới kiểu như là sự mà bé mới hỏi lại đó dạ bà muốn đi đâu để con bấm số cho bà đó là kiểu như là tưởng là là cái bài này muốn vào thang máy thì bé sẽ muốn bấm số cho bà đó à, tuy là mới 11 tuổi nhưng mà rất là biết chuyện luôn nha đó thì cái bà này á lại nói một cái, cái cái câu nói nó rất là kinh dị nó làm cho bé này rất là ám ảnh và rất là sợ luôn ta muốn đi chết đó là cái bài nói vậy đó. cái bài nói ta muốn đi chết trời ơi là lúc này á là bé rất là sợ bé rất là sợ mà bây giờ á ở trong cái hoàn cảnh nó trong một cái thang máy thì nó cũng nhỏ thôi nhìn xung quanh thì nó tối ôm bà đằng trước thì cái bà đó bà đứng máy chặn ngay cửa rồi nên thành ra là bé không có cách nào mà bé có thể là chạy đâu được kiểu như là trong cái tâm lý một cái đứa bé mà 11 tuổi mà nó là nghe một câu nói vậy là nó, nó nó, nó, nó sợ hãi tột cùng luôn không còn cái lời nào mà diễn tả được cái nỗi sợ đó hết trơn á thì bé đang đứng trong cái quá trình mà sợi nè không biết là bé có khóc hay không thì bé không nói tới có thể là kiểu như là điếng quá rồi đó điếng hình quá rồi nó không có khóc được luôn đó Đó, thì khi clip này bé lại nghe được một cái giọng nói khác nữa nhưng không phát lại từ cái phía bà đó mà phát ở đâu ở trong cái khung ở trong vòng vòng trong cái thang máy đó đó thì mới nói là có ta đây rồi con yên tâm đi đó là mới nghe một cái giọng nói đó thì bé không biết là cái giọng nói của ai thì khi mà nghe câu nói như vậy là nghe một cái giọng nói là nó trầm ấm hơn, nó trầm ấm hơn giống như là mình nói là một cái đứa nhỏ mà nó hay nghe giọng cha giọng mẹ mà nó cảm thấy an toàn vậy đó thì bé này cũng vậy. Mới nói là cái giọng nó không phải là giọng 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 ba của con nhưng mà con nghe cái giọng là con thấy cái thấy, thấy an toàn lắm. Đó thì bắt đầu là con bé mới nói là dạ con muốn về với ba mẹ con. Đó là con muốn về với ba mẹ con. Thì khi mà vừa nói vậy xong đó thì bắt đầu là bụp một cái bé nói là bụp một cái là ở đằng trước mắt bé đó là nó chỉ như là nó rất là chói nó có một cái luồng ánh sáng sau đó mà nó chói nó chói hực nguyên một con mắt luôn đó là bé mở mắt ra là bé thấy là bé tỉnh dậy và bé đang nằm trên giường đó, bé nằm trên giường và ba mẹ đang nằm kế bên vậy là bé khóc rất là nhiều và sau đó là ba mẹ cũng lại dũng dỗ về và bé mới đem cái câu chuyện đó bé kể là như vậy đó thì uh, mình không biết tại sao mình không biết lý do gì mà đó là kết thúc câu chuyện rồi nha mọi người nha mình nghĩ là cái thứ nhất là trong cái giấc mơ vậy thì bé thấy vậy có thể là một cái uh, kiểu như một cái gì đó ở bên đạo của của, của, của của, bé để giúp bé ví dụ như là mình đạo phật thì có thể là đó là một cái vị phật hay là một cái vị uh, một, cũng là một cái vong hồn thôi mà vong hồn tốt thôi hoặc là có thể là củ quyền thức tổ của bé còn hai là bên đạo bên đạo khác bên đạo công giáo đầu đạo, đạo chúa thì đó chắc có thể là một cái vị gì đó bên đó thì mình cũng không có biết nữa đó. À thì mình không biết lý do tại sao mà bé kiếm được mình và không phải là không biết là bác bé có kiểu như là đam mê chuyện ma hay không, bé có nghe chuyện ma mình hàng ngày hay không mà bé lại biết tới mình và bé gửi một cái câu chuyện như vậy khi mà bé nhắn tin với mình mới nói là à, con kiểu như là bé chỉ là say hai thôi, bé nói là hai thôi thì mình cũng mình chào bạn hoặc là chào anh chào chị đúng không nhưng mà bé nói gì, như, nói bắt đầu là bé mới gửi file âm qua cái mình mở mình nghe nó Ủa sao cái giọng của cái chị này cái giọng mà nghe nó nít dữ người ta hay là giọng cái bạn này sao mà mấy tuổi không biết mà sao nghe con nít cái giọng dễ thương dữ vậy trời không lẽ là 18, 19 tuổi tại tại mình nghĩ là 15 tuổi trở lên thì mới nghe chuyện ma chứ ai biết đâu nhỏ gì mà nghe chuyện ma nói sao mà sao mà cái cái người này nghe cái giọng dễ thương quá đi đó thì nghe nghe xong hết cho mới đầu là bé mới nhắn tin mới ghi là dạ con sinh năm sinh năm hai nghìn chín đó trời ơi mình mới nhắn tin đó thì mình mới gửi cho mọi người coi đó đó mình bất rất là bất ngờ luôn mình nói, tại sao một bé 11 tuổi mà lại gửi chuyện ma cho một cái kênh như mình mà tại sao không gửi những cái kênh lớn hơn đó cái điều đặc biệt vậy tại sao không gửi những kênh lớn hơn tại vì mình biết là là ở việt nam có rất là nhiều youtube đã làm thì chuyện ma này rất là nhiều rồi mà tại sao bé lại biết được mình và bé lại gửi cho mình nữa đó à, thì mình cảm thấy rất là may mắn luôn có nghĩa là cái 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 cái, cái cách mình làm đó những việc những gì mình làm đã được kiểu như là từ người lớn nè cho tới những người già nè những người bên nước ngoài nè sau đó là còn một bé nhỏ cũng đã yêu quý mình đó, là đã mến mình và đã ưu tiên đã gửi chuyện về cho mình nữa mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn để mình càng ngày đó mình càng có cái lòng tin hơn trong cái con đường mà mình đi đó nói gì không phải là than thở gì nhưng mà cái con đường mình đi bây giờ thì nó cũng hơi Bập bên chút xíu thôi mình không nói là mình làm cực khổ đâu mình không cực khổ mình khẳng định là mình không cực khổ gì hết mình làm vì đam mê mình cũng đã có tiền rồi và mình làm nó cũng được thôi nó cũng không tới nỗi nào mà quá nhiều tiền nhưng mà được nhưng mà cái sự bập bên này nó vẫn có tại vì kênh mình nó còn nhỏ nó cái kênh mình nó còn nhỏ nó còn có sự bập bên nhưng mà bây giờ sau khi mà bé này bé gửi chuyện làm cho mình có cái lòng tin hơn rất là nhiều và mình quyết định là mình sẽ đi cái con đường thiệt là dài với mọi người luôn tới đâu thì tới đó tới đâu thì tới mọi người không nghe nữa thì thôi là coi như là kênh vũ mập là mất là chết còn nếu mà còn người nghe thì vẫn còn vũ mập ngồi đây kể và kể everyday kể hàng ngày luôn nha mọi người nha rồi thôi bây giờ mình sẽ qua cái những cái câu chuyện của anh dương minh sơn ngày hôm nay nha mọi người nha thì cái câu chuyện này á là nó xảy ra vào năm 1984 cái lúc này đó là anh đã lấy vợ rồi à, anh, anh 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 đã lấy vợ rồi và anh cũng hai vợ chồng cũng đi đây đi đó để mà làm ăn thì lúc này là có chiến tranh bên mà chiến tranh không phải là chiến tranh ngày xưa mà chiến tranh của biên giới campuchia mà biên ở bên nước bạn đó ở bên nước bạn là mình cũng qua bên nước bạn để mình giúp đỡ bên đó đó thì chắc là mọi người biết ha thì vào cái lúc này đó là ở những cái khu vực ở dưới miền tây đó và là bắt đầu là ráo riết là kiểu như là kêu gọi một phần là kêu gọi cũng có một phần là bắt bớ cũng có nữa là sẽ bắt những cái người đó để mà đi nghĩa vụ đi lính nhưng mà rõ ràng á, nó có một cái luật á, là những người nào mà đã có vợ và chuẩn bị có con rồi, mới cưới vợ rồi đó, thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Đó, miễn nghĩa vụ quân sự cho tới khi nào mà con lớn hay là sao sao đó, thì mới là bắt đầu là mới đi nghĩa vụ quân sự thôi. Đó. Nhưng mà do là ở đây mình nói thì nó cái tình trạng này là nó hơi phức tạp chút xíu á. Là có những người đó, người ta đang trong cái độ tuổi thanh niên. Người ta đáng lẽ ra là sẽ bắt cái người đó đi đó. Nhưng mà gia đình của cái anh này anh có tiền anh đưa lót anh, lo lót vô làm sao đó thì bắt đầu là những người kia là người ta sẽ gạch tên cái anh thanh niên này đi đó cái anh thanh niên nhà giàu gạch tên đi và người ta sẽ bắt đại những cái người nào khác mặc dù là biết cái ông đó là ông mới cưới vợ đó nhưng mà vẫn bắt tại vì nếu không bắt thì làm sao mà đủ chỗ làm kiểu như là ở trên đưa xuống là ừ rồi cái cái phường này nè cái xã này nè mày kiếm cho tao hai chục người nghe không kiếm cho tao hai chục người để mà đi đi lính kiểu kiểu vậy thì bây giờ mới có 19 người nè mà bây giờ thằng kia đưa tiền rồi thôi bây giờ bắt đại cái ông này luôn mặc dù biết ông này có vợ nên thành ra đó là anh mới trốn nên thành ra là anh dương minh sơn là anh mới trốn đó là bằng chứng là sau câu chuyện này là bắt đầu là mình sẽ kể tới câu chuyện là anh đã có đi lính thật sự luôn nhưng mà cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian anh đi trốn thì cái thời gian này anh thấy là một cái bất công như vậy một cái bất công cho những người có tiền mà chèn ép những người không có tiền như vậy đó thì mới bắt đầu là anh mới đi đi đây đi đó để mà anh trốn có nghĩa là anh trốn qua đây bắt đầu là nghe lệnh bắt nữa cái anh đi trốn chỗ khác là hai vợ chồng trốn đi vậy đó mình ngưng lại mình xin nói tầm khoảng 30 giây ấy, có thể là mọi người có những cái này nó phức tạp ấy, thì những mọi người nói ừ sau kênh này giống chính trị quá ừ nói về cái vụ mà ừ là chèn ép này nọ đồ á mà người giàu mà chèn ép người nghèo rồi trên chính, chính quyền nọ đồ mình nói mọi người nè ở cái nước nào nó cũng vậy thôi ở cái nước nào phát triển hay là không phát triển hay là đang phát triển thì nước nào nó cũng vậy thôi đó là và nhất là những ngày xưa đó là những người mà người ta kiểu như là Cô thế đó người ta rất là dễ bị những cái người mà có tiền chèn ép đó để mình nói trước cho mọi người biết nha để mọi người đừng có nhạy cảm quá cái câu chuyện nó như thế nào thì mình kể lại trang vậy thì mọi người nghe để mọi người biết hơn về cái lịch sử thôi nha mọi người nha thì lúc này đó hai vợ chồng làm nghề gì thì mà đi đây đi đó mà đâu có thể nào mà ừ bây giờ mở một cái tiệm bán cơm một cái tiệm bán bún đồ tại vì cái tiệm bán bún người ta ăn là kiểu như là mình phải bán lâu dài thì mình mới có tiền được nên thành ra hai anh chị mới quyết định là sẽ gom góp tiền là đi mua một cái chiếc ghe một chiếc ghe nhỏ thôi xong rồi là bán hàng bông đó. bán hàng bông không mình nghe nói ở đây thì, thì mọi người tưởng đó là bán bông bán hoa đúng không nhưng mà không có phải bán hàng bông ở đây có nghĩa là bán rau bán cải đó nghĩa là đi tới cái địa điểm đó ví dụ như là đi tới sóc trăng đi đi đến sóc trăng là sẽ đi vô chợ sóc trăng đi mua sỉ lại rau rồi nọ đồ bắt đầu là quăng xuống ghe rồi chèo vô những cái vùng sâu á những cái vùng mà người ta chưa có chợ đó thì đi vô đó là bắt đầu là kiếm những cái chợ mà chợ nhóm đó chợ nhóm nghĩa là năm bảy chiếc ghe đậu là cái chợ người này bán thịt heo người kia bán rau cải người này bán này nọ trái cây nọ đồ đó thì bắt đầu là anh tấp vô là anh bán chung luôn đó là cái hình thức ngày xưa là đi chợ ở dưới, ở dưới, ở dưới miền tây là nó vậy đó thì hai vợ chồng anh làm cái nghề đó để mà kiểu như là thấy mà ai tới kiểu như bắt đi lính đó là chèo chỗ khác thì cái hôm đó, đó là anh mới chèo tới anh thấy một cái có một cái đoàn, đó, cái đoàn hát đó là cái đoàn hát đó là cái đồng cái đoàn hát song thanh đó thì anh mới chèo tới đây là anh nghĩ thôi bây giờ cấm xào ở đây bán buôn ở đây giờ kiểu như là mình bán cho cái người mà người ta tới người ta coi hát sẵn là mình bán luôn cho mấy cái ông đào mấy cái người kép đào nọ đồ ở trong ghe luôn ở trong đoàn hát luôn đó là một cái đoàn hát cải lương luôn thì bán vậy thấy nó tiện hơn thì anh mới bắt đầu là anh cấm xào đó anh bán thì bán ở đây rồi thì đúng là như anh đoán đó là bán rất là được cái người ta mà kiểu như là ở dưới sông thì chiếc ghe này ngày xưa là mấy chiếc cải lương là toàn đi ghe không mà dưới miền tây mà đi ghe chứ không chứ đâu có đi làm gì có xe đò như bây giờ đó là đi ghe xong bắt đầu là lên trên một cái bãi đó bắt đầu là dựng sân khấu hát hồi nọ đồ đó, thì dân người ta tới người ta mua vé thì anh còn ngồi, ngồi đây anh bán thì sẵn người ta cũng mua về người ta đi chợ luôn nên bán rất là được và những người những người kép những người nghệ sĩ trong sân khấu trong sân khấu đó trong đoàn cải lương đó người ta cũng mua luôn tại vì sẵn thôi đi chợ chi cho xa có ông này ông bán hàng bông thôi mua luôn thì do là anh mọi người cũng biết đó, là mọi người coi cái clip đó rồi mọi người cũng biết đó, là anh sơn á anh nói chuyện rất là kiểu như là khoáng đạt luôn và biết biết cách nói chuyện lắm thành ra là mấy ông đào kép mấy ông kép rồi đó là khoái lắm khoái lắm ra là nói chuyện với anh hoài luôn thì một cái đoàn hát như vậy dừng ở đó là được tầm khoảng từng lễ á, là người ta bắt đầu là người ta đi nhưng mà khi đi như vậy đó thì mấy ông kép mấy ông mới lại mới nói á. mấy ông đào kép mấy ông mới nói nói à, à, thôi mày bây giờ mày cũng rài đây mai đó thôi nếu mà được á mày, là mày đi theo luôn mày giống mày cứ đi theo bên cái ghe của tao luôn để mà mày kiểu như là tao đậu ở đâu thì mày bán ở đó đó tụi tao hát ở đâu thì mày bán ở đó thì mình thấy bán cũng được rồi lỡ có gì mà tụi tao chưa có tiền đó kiểu như là bây giờ gọi là tiền cách xê bây giờ mà ngày xưa mình không biết gọi là tiền gì chắc cũng là tiền cách xê quá thì tụi tao không có tiền cách xê thì tụi tao ra tụi tao mua triệu của mày nhiều khi người quen nó cũng dễ hơn đó, là kiểu vậy thì anh nghe vậy xong á thì anh mới tính anh mới tính với vợ mình là chị nho lắm thì anh mới tính anh tính vậy thôi 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 cũng được nhưng mà cái mà anh quyết định anh đi theo đó là khi mà anh đi vào đoàn hát đó mỗi một cái đoàn hát khi mà tới một cái tỉnh lụy nào đó để mà hát đó là sẽ trình với lại ở trên cơ quan chức năng ở trên địa phương thì khi đó mà trình là, ừ là tụi tôi tới đây nè tụi tôi có gồm bao nhiêu người đó ở trong cái đoàn hát đó là hai ba chục người là tới đây là người nào khâu nào khâu nào khâu sân khấu khâu nghệ sĩ nào đâu thì trình báo lên trển là người ta sẽ bắt đầu là người ta sẽ khoanh dùng những cái người này lại là người ta sẽ không có dòm ngó tới tại vì người ta biết không phải là dân địa phương người ta biết là ừ mà là mấy cái người ở đó là chỉ ở đó năm bảy ngày đi thôi nên là người ta không có dòm ngó tới thành ra là khi mà anh đi vào đoàn hát như vậy đó là anh được ghi tên trong cuốn sổ luôn là anh sẽ không có bị bắt đi nghĩa vụ quân sự nữa đó, nên thành ra ảnh ảnh mới quyết định ảnh anh đi theo luôn thì anh nói á cái uh, cái ghe đi đó thì cũng đi ngày cũng chỗ này chỗ kia nhưng mà có một cái tục lệ coi như là một cái luật lệ luôn á là cứ mỗi một cái một tuần hay là nửa hay là nửa tháng gì đó đó là sẽ ngồi lại là sau khi mà hát xong đó là sẽ tụ tập lại trên một chiếc ghe là một cái chiếc ghe lớn nhất là chiếc ghe này là chiếc ghe kiểu như là chiếc ghe để giống như là cái phòng khách luôn vậy đó, đó à, là để tiếp khách luôn là một chiếc ghe rất là lớn thì tất cả những nghệ sĩ những người nào mà nhân vật quan trọng là hậu đài nè hậu đài quan trọng nè rồi âm thanh nè đó hay là ánh sáng hay là bên nghệ sĩ nọ đều là sẽ tập trung ở đó tầm khoảng cỡ mười người mười mấy người sẽ tập trung vào cái ghe đó và ngồi xuống để mà làm thành một cái cuộc họp để nói về là ừ hôm nay là tao thấy là cái ánh sáng nó chưa có được ừ hôm nay tao thấy mày chơi cái đàn mày bị gì mà đàn là nó không có được nha nó không không có hay, hay không đó rồi bắt đầu là nghệ sĩ nói coi là cẩn thận giọng coi giữ giọng này đồ hát hôm bữa hát hơi hụt hơi đó là sẽ ngồi xuống để mà kiểu như góp ý cho nhau để mà những lần sau để mà nó tốt hơn anh sơn á lúc này á chỉ là cốc ké thôi làm sao mà có cái cái cái, cái chuyện mà dám bước lên trên đó mà ngồi hợp chung ngang hàng với những người đó được nhưng mà do á, là anh có cái biệt tài anh ăn nói anh ăn nói anh đừng nói anh kể chuyện ma nha anh kể chuyện tiếu lâm cũng hay nữa anh kể chuyện hài nó cũng hay nữa đó, à, nên thành ra là những người kép á, những người kép tuy là lớn tuổi rồi, tuy là kiểu như là cái chức á, cái chức ở trong đoàn cải lương là cao hơn anh rất là nhiều. Anh chỉ là một cái thằng mà đi theo bán ké thôi. Nhưng mà người ta rất là mến anh luôn nên thành ra một cái lần nữa đó là mới rủ anh vô ngồi họp luôn. Đó, à, mọi người thấy ghê không? Tuy thì chỉ là một cái thằng mà cóc ké đi theo thôi mà được đi vào trong đó ngồi họp luôn. Tại vì anh nói người nào mà đi vô đó họp là cái người đó là phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ nó quan trọng trong cái đoàn cải lương lắm thì mới được đi vô đó hợp còn mà hả mình mà hả, nhỏ nhỏ nhóc nhóc nhoi nhoi mà đứng ở ngoài ngó vô thôi đó là bị liền cái cái ấm trà vô đầu liền chứ đừng có giỡn không có được coi không có được ngó đâu tại vì bàn những cái những cái tuồng những cái vở kịch những cái miếng hài những này nọ đồ á sao mà dám cho người ngoài nghe được nó là kiểu kiểu vậy bản quyền của người ta hay sao đó ngày xưa đó là như vậy đó thì khi mà anh được được cái ông đông mà nói tối nay đi vô ghe đi trời ơi đây sao đâu tao vẫn vô không ai dám nói gì mày đâu là khoái lắm vô mình vô cái cái chỗ đó là khoái dữ lắm khoái luôn y như con nít mà được y như con nít mà được kiểu như là đi vào cái chỗ rồi đó một cũng người lớn vậy đó khoái lắm đi vô đó ngồi thì bắt đầu là tất cả mọi người nè thì cũng bắt đầu là nói qua nói lại thì anh cũng biết thêm về ở ừ, cái đoàn cái lương hay sinh hoạt vậy đó cũng là đã bắt đầu là chỉnh chỉnh chu rồi lại hết sau đó thì tới cái những cái tiết mục cuối cùng đó, là cái tiết mục ngồi tán rẫu là ngồi nói chuyện chơi gì đó hỏi thăm uh, tình hình con cái nhà rồi bắt đầu là cuộc sống sao sao rồi hỏi thăm gì đó thì cái tiết mục khi mà chuẩn bị đi hát đó tại vì cái lúc đó họp á là họp tầm khoảng cỡ năm uh, sáu giờ đi là tranh thủ là tới 7 giờ là bắt đầu là ra sân khấu hát đó thì bắt đầu là tới cái tiết mục kể chuyện ma đó thì lúc này là anh sơn anh khoái dữ nữa À, lúc này là ảnh là ảnh có chuyện mai trong bụng mà ảnh cũng sơ sơ rồi cũng một mớ rồi đó nhưng mà do là bây giờ mình cũng thân cốc ké mới vào đoàn thân đi kiểu như là ăn trực rồi nọ rồi thôi mình không lẽ giờ mình nói ừ thôi để tôi kể câu chuyện cho ren cho nghe rồi người ta đâu có chịu nghe người ta nói ui mày còn nhỏ mà mà mất dạy vô tao chưa kể mà nhảy vô họng tao mày kể thì anh đâu có dám anh chỉ ngồi anh nghe thôi đó mình ngồi mình nghe thôi lỡ đâu nghe chuyện hay cái là mình bắt đầu là mình lấy cái chuyện đó của mình luôn để mốt mình kể cho người ta nghe đó kiểu kiểu vậy đó thì mới ngồi xuống đó bắt đầu là người này nói với người kia bắt đầu là kể những câu chuyện rồi thôi chuyện tùm lum hết trơn á chuyện thấy ma heo thấy ma chó chuyện nhỏ nhỏ không à lặt vặt không à nhưng mà khi mà tới cái câu chuyện này đó là cả một cái cả một cái chiếc tàu là im ru hết để mà tập trung để nghe câu chuyện một câu chuyện rất là hay mà tới bây giờ là rất là lâu rồi năm 84 tới bây giờ là người biết bao nhiêu năm rồi chưa mà anh vẫn còn nhớ như in luôn anh kể cho mình nghe là từng cái chi tiết một là anh không bao giờ anh quên được đó à, là anh mới kể cho mình nghe Thì khi mà ngồi như vậy đó Là có cái bà kia là bà mới nói với những cái ông trong đó ơi mày nhớ cái vụ của thằng nhàn không cái thằng cái thằng nhàn mà nó bị ma giấu đó mày đó cái thằng nhàn trời ơi cái chuyện đó là ghê à, à mà cái thời điểm mà nói tới cái anh nhàn đó, là năm 84 mươi đó là cái ông nhàn đó là ông cũng rất là lớn tuổi rồi à, ông rất là lớn tuổi luôn rồi còn cái khi mà cái câu chuyện xảy ra là nó trước đó là lúc ổng mới về thanh niên thôi ổng là một cái kép chính tuy là thanh niên nhưng mà một cái kép chánh Ha, mình dùng tử kép chánh mới đúng kép chánh là rất là đẹp trai luôn đó là trong đoàn là mình không biết năm bao nhiêu nhưng mà lúc đó là mới có hai mấy tuổi thôi thì bắt đầu là bắt đầu là những người kia nó ôi mày kể câu chuyện nghe ghê lắm thôi kể làm gì lúc đó có tao chồng nữa nè tao đi kiếm nó chứ đâu mấy ông kia cũng vậy nó trời ơi tôi cũng đi kiếm nè không nhớ sao mà hối kể làm chi giờ kể lại nghe rợn da gà luôn á ai cũng nói vậy chân bắt đầu là anh sơn anh gọi nó trời, trời cái chuyện gì mà nó ghê dữ ta đó giờ mình nghe chuyện ma quá trời quá đất luôn mà cái chuyện này mà làm gì mà mấy ông mấy ông đào mấy ông kép này mà sợ dữ gì đó là mới tập trung nghe nhưng mà bà kia bà cũng kể đó, bà kia bà cũng kể nó thôi giờ sẵn đây là trong ở trong ở trong ghe đó là chỉ có ba bốn người là biết thôi còn lại là tới năm bảy người 10 người người ta chưa biết thì thôi bây giờ kể cho người ta nghe người ta biết luôn đó là, là, mới bắt đầu là đồng ý là kể câu chuyện nó lại thì cái câu chuyện đó, nó xảy ra không biết cái năm nha ở đây mình không biết năm nhưng mà mình nói chung là xảy ra rất là lâu rồi rất là lâu rồi nếu mà tính tới bây giờ luôn mình nghĩ là nó cũng ngót nghét cũng là gần 100 năm ngót nghét cũng gần 100 năm tại vì nó nó, nó xảy ra vào những năm một nghìn mấy hay là bốn mấy thì đó làm sao thì bây giờ là cũng tám chín năm gì đó rồi đó thì cái lúc đó đó cái anh nhàn này á, là anh làm kép như vậy á, là anh làm kép chánh là đẹp trai nọ đồ á khi thì khi mà làm kép chánh như vậy á, là hát hò rất là nhiều À, nghĩa là kiểu như bây giờ mình nghệ sĩ bây giờ mà kiểu như chạy show gì đó thì ngày xưa cũng vậy. À, bây giờ thì nghệ sĩ thì có thể là có không có có tiền bạc nhiều nhưng mà ngày xưa thì không có đâu ngày xưa là chỉ có cái tiếng vỗ tay khán giả là là nhiều thôi còn tiền bạc thì cũng có nhưng mà chút đỉnh đủ ăn thôi. À. Thì khi mà hát nhiều vậy một ngày hôm đó đó anh mới bị bệnh đó thì tới tối là chuẩn bị hát nữa rồi nhưng mà bắt đầu là tới tầm khoảng cỡ 2 giờ chiều nè là ảnh bị sốt và sốt rất là nặng sốt rất là nặng luôn và nằm trong ghe đó nằm trong ghe kiểu như nằm mà co ro mà lạnh sốt rồi nọ rồi đó thì bắt đầu là cả đoàn mới nghe mới thấy kép chánh sốt như vậy đó thì cũng lại thuốc thang này nọ đồ nhưng mà không có hết nên thành ra là cũng sắp xếp cái người khác để vào thấy vai luôn à, chứ cũng không có để mà ví dụ như giờ không có kép chánh thì không không hát nữa không được phải trả tiền vé cho khán giả đâu được thì khi mà nằm trên đó đó thì tới lúc 4 giờ nha tới lúc tầm khoảng bốn năm giờ trời cũng chiều chiều đó thì người ở trong ghe là những người mà người ta lo về cái phần mà nấu ăn đó lặt rau rửa rau dưới sông rồi á thì người ta thấy á, cái anh nhàn này đó là anh đứng lên nha anh đang sốt mà sốt mà nằm liệt luôn mà sốt sốt dữ lắm tay chân yếu xìu à không có đứng lên nổi không có nhấc lên nổi luôn mà thấy cái anh nhàn này đó là anh đứng lên anh đi xuống dưới ghe và ảnh đi vào trong cái cánh rừng đó ảnh đi vào là gì đậu kế bên cái sông thì thường thường là cái sông ngày xưa thì kế bên một cái nhánh rừng mà không mà cũng phải không phải rừng u minh rồi đâu mà chỉ là cái rừng nhỏ thôi một cái cánh rừng nhỏ thôi nhưng mà thấy cái anh này đó ảnh đi vô trong đó ảnh đi vô trong đó thì người ta nghĩ là chắc hàng này là nó nó, nó hết sốt rồi với lại Hồi nãy cho nó uống thuốc rồi đó cho ăn cháo uống thuốc rồi bây giờ là chắc là đau bụng à, chắc là đau bụng thôi cũng gán gán rượn rượn đi vô chổng để mà đi đi cầu để mà đi vô rừng đào lỗ đi cầu mà ngày xưa là gì có toilet đâu À, thì nhìn thấy là cái cái tướng anh này đi đó là đi mình mọi người tưởng tượng là đi giống như là là zombie vậy đó là đi cái tướng mà kiểu như là gục gạt vậy nè giống như vừa đi vừa ngủ vậy đó đi mà gục gạt vừa đi vừa ngủ giống như là một cái người bệnh quá trời bệnh đi không nổi đó nhưng mà giờ chắc đau bụng quá đi chắc là ông này ông đau bụng hay là ông, 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 ông mắc đái dữ dằn lắm rồi mới như đi vô trong cánh gừng đó để mà vệ sinh đó thì thành ra thôi hơi mặc dù là bệnh nhưng mà vẫn gắn đi thì người ta thấy vậy đó thì tới tối là hát bắt đầu là bắt đầu là khi mà tới tối đó bắt đầu là chuẩn bị mà gọi là chuẩn bị hát này nọ rồi đó thì người ta mới quay qua người ta hỏi đó là người ta vô nó kiểm tra không phải là kêu anh nhàn đi hát mà vô kiểm tra coi anh nhàn còn nằm đó hay không đó, để mà kêu ảnh thì đi vô đó hỏi nha bắt đầu là hỏi người này người kia là nói ừ thôi chiêu tâm đâu xế xế đó là thấy nó vô trong rừng á chắc nó đi toilet gì đó nó chưa nó chưa có vô hả thì cả một cái ghe bắt đầu là sáo trộn lên tại vì hôm nay là ông kép chánh mà giống như là nghệ sĩ lớn bây giờ đó không thấy đâu là bắt đầu là tìm liền là cả ghe bắt đầu là xúm nhau tìm tìm từng ghe từng ghe một đó. ba bốn cái ghe tìm từng ghe từng ghe một là không thấy đâu hết không thấy căn nhà này đâu hết là bắt đầu là bắt đầu là đi kiếm lên trên chỗ như làng nọ làng sớm nọ ở đó là vòng vòng nó đi kiếm cũng không thấy luôn đó nên thành ra người ta mới nhớ tới cái bà mà bà ngồi bà lặt rau hồi nãy đó bà nói là anh nhà đi vô trong rừng đó thì bắt đầu bây giờ mới tập trung vô trong cánh rừng đó kiếm thì bắt đầu là cả một cái cả một cái kiểu như là cả một cái đàn hát đó luôn là mười mấy hai chục người là túa nhau túa nhau đi vô đó mà kiếm thì khi mà đi vô cái đi vô trong rừng này trong rừng này nó có rất là nhiều những cái bụi lùm khác nhau mọi người tưởng tượng trong rừng mà những cái bụi lùm mà âm tầm mà nó rất là nhiều thì khi mà người ta đi vô người ta thấy ngay trước cánh rừng là nó có cái bụi lùm rồi thì người ta cũng dán ra cái lúc này là cũng cỡ 5 giờ mấy rồi 5 giờ mấy thì cũng trời cũng xế xế rồi thì cũng bắt đầu là à, bắt đầu là dấn cuối đó ở à, dấn cuối giống như hồi hồi mình nói mình mình đi xuống quê như mình sơn mình dấn cuối mọi người coi đó dấn cuối nè rồi cầm cầm đuốc ai mà có đuốc thì cầm đuốc kia đó thì mới bắt đầu là sụp vô đó mà kiếm bắt đầu là chạy vô đó mà kiếm thì khi đi vô đó kiếm nghe cái bụi lùm đầu tiên dán ra nhìn mà nói là khi mà vô đó là người cũng biết là nghe cái bụi lùm đầu tiên thì tất cả mười mấy người là người ta nhào vô người ta kiếm liền người ta kiếm liền cái bụi lùm đầu tiên người ta không thấy thì bắt đầu là những cái bụi lùm khác thì người ta mới chia ra à, người ta mới chia ra người ta kiếm mỗi người bụi lùm đi kiếm giáp vòng luôn đi kiếm hết cái cánh rừng đó luôn nha không thấy anh này đâu hết không thấy anh này đâu hết mà nói là kiếm mà nó như là từng cái gốc cây từng cái ngọn cỏ chứ đừng nói là cái bụi lùm mà kiếm kỹ rõ ràng gì vừa kiếm vừa la nhà ơi nhà ơi là kiểu như là cái tiếng nó vang hết cả một khu rừng luôn không ai thấy cái anh này đâu hết đó thì bắt đầu là bắt đầu là nản rồi bắt đầu là nghĩ hay là cái thằng này là nó tính là nó qua bắt đầu là những người mà người ta chịu không nổi đó người ta mới bật người ta nói hay là cái thằng này á là mấy bữa trước có cái đoàn khác đó có cái đoàn khác tới mà tính là kêu nó về hát á nên thành ra bây giờ nó nhân cái lúc bệnh như vậy đó nó giả bệnh đó rồi bắt đầu là người ta tới người ta kêu nó về bắt đầu là nó trốn trốn nó lén lén rồi nó nó, 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 nhảy xuống sông nó bơi qua chỗ khác để người ta đi qua đoàn hát nó khác rồi à, kiểu như là qua cái đoàn khác hát rồi kiểu kiểu như vậy thì người ta bực quá người ta mới thôi mới là đi về bây giờ kiếm hết khu rừng là không có rồi chuẩn bị tới giờ hát rồi à, bây giờ là cỡ là, kể là bây giờ là 9 giờ 8 9 giờ là hát bây giờ là 6 giờ mấy gần 7 giờ về còn bắt đầu là phục trang rồi dàn dựng sân khấu này nọ đồ làm những này nọ đồ nọ, nữa giật tuôn nữa tranh thủ về để mà hát thì khi mà đi ra lại cái đầu rừng nha đi lại ngay chỗ cái bụi đậm đầu tiên mà mười mấy người mà nhào vô trong đó kiếm đó thì kiểu như có cái ông kia ổng đi ra cái ông kiểu như ổng mà ông kiếm rồi ổng là người kiếm rồi mà ổng hiểu sao linh tính sao đó cái ổng mới quẹo vô kiểu như là kiếm lần cuối coi sao kiểu hên hên có đó thì quẹo vô thấy thiệt quẹo vô cái bụi lầm mà ngay cái bụi lùm đầu tiên luôn cái bụi lùm mà nói mười mấy người bu vô coi đó đó là cái anh nhàn anh nằm trong đó đó anh nhàn anh ngồi trong đó đó thì khi mà dạch cái bụi ra, nhìn vô đó, là anh nhà này ha, cái hỏng á, thì nó phải là, là nó, nó banh đi nha, nó, nó banh bự ra, nó, nó phùng, phùng, có nghĩa là đất á, đất cát sình đâu đó, là nó nhét ở trong chổng mà môi ra đó, mình nói là môi ra nhiều khi á, nó kiểu bằng cái tô, bằng cái tô nhỏ, luôn phải cái chén nha, mà là cái tô nhỏ luôn, đất cát nó nhiều, dữ dằn như vậy đó, nó nhét vô, đầy cứng ngắc ở trong đó luôn mắt ổng thì trợn trắng rồi Thời, người ta hê ra khi mà lôi ổng ra được cái chỗ ở ngoài rồi đó người ta nhìn thấy là tội nghiệp luôn những cái bà kia là có bà mà chịu không nổi đó. có bà nhìn cái cảnh nó chịu không nổi mà xỉu luôn á đó. Đó, là nó kinh gì tới nổi vậy mắt thì trợn trắng như là cái họng thì bự lên như là bắt đầu là kiểu như là khi mà bưng ra tưởng đâu chết rồi đó tưởng đâu chết rồi đó thì bắt đầu người ta mới môi đó, môi thì cũng không dám môi mạnh nữa tại vì nó nhét cứng quá mà nó nhét cứng quá đâu có đường đâu mà đâu có kẻ gì đâu mà đưa ngón tay vô móc bắt đầu lấy cái này khiều 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 từ từ đó thì mới bắt đầu là môi ra đó là một đống sinh như nam cục bự cho bá nè đó là bắt đầu là không nói được luôn đó là ông này ông lả người rồi nhưng mà ngày xưa thì hay có bắt mạch đó cũng bắt mạch nè bấm nhân chung vậy nội, rồi nọ rồi, rồi gửi khâu rồi nọ rồi đó thì thấy là còn mạch thấy là còn mạch thì bắt đầu là hê nhau cổng về cổng về cái cái ghe mà cái ghe lớn nhất á là trong cái ghe đó là có bàn thờ tổ nghiệp đó, bàn thờ tổ nghiệp của bên nghệ sĩ thì lại đây nè bắt đầu là cho anh ngồi đó, đó cho anh nằm chứ mới là ngồi nữa nhưng mà có người lại kiểu như đỡ đó, đỡ kiểu như nằm trên trên người đỡ gì nè thì có người đỡ cái đó và anh bắt đầu là anh nằm ở đó nằm mà nửa nằm nửa ngồi đó thì ở đây những người mà lớn nhất những người mà lâu năm nhất trong đoàn đó người ta mới đốt nhang lên người ta khấn người ta khấn kiểu như là cho tổ nghiệp xuống là kiểu như là cứu vớt anh này hay sao sao đó mình không biết nhưng mà có khấn tổ nghiệp một cái cũng không tỉnh luôn nha nhưng mà lúc này đó là cái mạch đập đó, là nó bắt đầu là nó nhanh hơn là nó đều hơn đó là bắt đầu là hơi thở là bắt đầu là dồn dập mà bắt đầu là không còn nhẹ như hồi nãy nữa hồi nọ, hồi nãy nói là cái hơi thở rất là nhẹ hơi thở gọi là hơi thở yếu ớt luôn á bây giờ thì bắt đầu là thở mạnh hơn rồi thở khì khì mạnh hơn rồi nhưng mà không tỉnh kêu cỡ nào kêu không tỉnh luôn mãi cho tới khi á mà kiểu như là tới tới kiểu như là tám giờ mấy đó bắt đầu là nhạc chống đồ lên bắt đầu là sân khấu đồ lên để mà ra hát đó thì bắt đầu là anh mới bừng tỉnh đó thì lúc này thì những người kép mà trong đoàn đó người ta những người nào mà tới xuất hát đó thì đi ra hát còn những người nào chưa tới xuất á thì bắt đầu bu lại nghe anh ngồi anh kể đó, mà những người kia mà vừa hát trên sân khấu mà kiểu như như là cũng vừa ấy lắm trong người cũng cũng hừng hừng lắm đó Trời hát lẹ lẹ đi vô nghe hàng ngàn nó kể lại coi hồi nãy nó gặp chuyện gì chuyện gì rồi đó đó thì kiểu như thay phiên nhau người nào tới xuất hát thì chạy ra hát người nào á mà hát xong rồi thì chạy vô nghe ông ngàn kể chuyện là coi như là ông nhàn á anh nhàn anh ngồi ở giữa là xung quanh là coi như là vua chúa ngồi xung quanh là đến như là nghe một cái nghe một người nông dân kể chuyện như đó tại vì những người kép kia người ta đang mặc đồ vô chúa mà đang mặc đồ hoàng hậu mà rồi mặc đồ lính này nọ đồ á là ngồi xung quanh cái kia ngồi tập trung lại nghe ông nhàn ông kể à, là y cái cảnh tượng là y chang là vua chúa ngồi một nghe một ông nông dân nói chuyện như đó à. thì cái anh nhàn anh kể lại á cái lúc này nè anh đang nằm ảnh bệnh mà anh bệnh nó nằm vậy thì ảnh kiểu như là rất là mệt luôn thì khi mà đang nằm như vậy đó Thì anh mới bị hai cái đứa nhỏ lại khiều khiều Đá đá vô chân khiều khiều đủ đi chơi đó. Thì khi mà anh quay qua đó Thì anh mới nói cái Anh mới thấy hai cái thằng nhóc nhỏ đó Tại vì lúc này á cái anh nhàn là anh cũng bằng cũng cỡ cỡ, cỡ độ tuổi là mấy nhỏ cũng cỡ cỡ độ tuổi của anh nhàn à thì mới kêu đó, mới kêu ê đi chơi mày đi chạy vô đây chơi nè đi vô đây người ta mới đang họp chợ chổng đó đó, người, ta, người ta đang họp chợ chỏng vui lắm rùm beng cái chổng đồ bán đồ ăn đồ đã lắm rồi ôi, ôi bánh ba cái bánh bèo bánh xèo đồ ngon dữ lắm đi đi vô chồng chơi kế bên này trong đây nè thì bắt đầu anh nằm vậy anh mệt lắm anh tính là anh không đi nhưng mà tự nhiên khi mà nghe nó rủ xong á tự nhiên cái tay chân mình nó cử động mà nó khỏe khỏe giống như là anh thấy nó khỏe khỏe rồi đó thì anh cũng thấy là thôi, anh cũng bệnh rồi mấy nay toàn là ăn cháo trắng này, nọ rồi không lạc miệng quá đi nó đắng đắng miệng nó lạc quá đi bắt đầu là nghe tới mà họp chợ mà mọi người biết họp chợ ngày xưa mà phải như bây giờ lúc nào cũng có chợ siêu thị đâu ngày xưa mà ngày xưa mà mỗi lần mà họp chợ cái là vui lắm đó là nam thanh nữ tú đều vui dữ lắm nghe vậy là ham mà hồi đi đứng lên đi đó thì mới bắt đầu đứng xuống là đi theo hai cái người đó là hai người đó dắt anh vô trong cái cánh rừng thì thành ra cái bà mà bà ngồi lặt rau đó bà nhìn đó, thì bà mới thấy cái anh này anh đi mà do là cái tướng đi mệt quá đó anh đi anh nói là lúc mà đi thì cũng mệt lắm lúc mà đi sao thấy chân tay nặng y à? nhưng mà thôi thấy nó dẫn đi rồi cũng đi theo tại nghe học chợ nó cũng vui là cũng ráng đi theo thì anh nói anh đi lẻ lắm anh nói là anh đi đâu tầm khoảng cỡ ba bốn chục bước chân à là anh thấy thiệt thấy trước mắt là cả một cái khung cảnh cả một cái khung cảnh mà đang họp chợ vui vẻ người này bán giải dốc đủ đủ thứ màu người kia bán đồ ăn giặt rồi bắt đầu là thịt heo bán nói chung là bán quạt đó nói chung là y như mấy cái phim mà mấy phim ngày xưa mình hay coi mà họp chợ ngày xưa là giống như trang vậy đó nó vui lắm nó vui dữ lắm vui luôn đó thì anh đứng đó và anh đang choáng ngợp anh đang choáng ngợp trước một cái khung cảnh mà nó vui như vậy đó thì anh đứng anh tầng ngần tầng ngần đó đó đang đứng như vậy đó thì cái thằng nhóc hồi nãy mà nó tới nó rủ anh đi đó thì nó mới đem tới một cái mâm nó đem tới một cái mâm bự lắm một cái nia chứ phải một cái mâm một cái nia một cái nia một cái một cái sàn một, 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 một cái gì nè bự vậy tròn vậy nè đó thì đem tới trong đó đó là trong cái trong cái nia đó là nó đầy đủ luôn nó đầy nhóc cái bánh bánh bèo không phải bánh xèo nha bánh bèo bánh bèo đổ sẵn nhỏ 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 nhỏ, là đầy nhóc ở trong nè. cái bắt đầu là hồi nãy ăn bánh bèo này ăn bánh bèo mày. thì anh mới kỳ lạ nó sao hồi nãy rõ ràng hai đứa này là nó đi mình không mà nó dắt mình nó, nó, nắm tay mình nó dắt mình vô nó không không có đứa nào có cầm gì chân sao mà khi mà mới vừa tới chợ quay qua quay lại cái nó cầm luôn cả một cái mâm bánh bèo vậy đó thì anh thấy anh cũng thèm bánh bèo xưa nghe thèm lắm bắt đầu là anh bóc một cái anh bỏ miệng mọi người biết cái dân nghệ sĩ mà dân nghệ sĩ thì đâu có phải là ăn mà kiểu như là hàm ăn này nọ đâu ăn mà phải nhồm ngồm như mình đâu dân mình là mình ăn bình thường còn nghệ sĩ người xưa người ta cũng ăn là ăn từ từ lắm ăn từ tốn lắm cầm rồi cũng cắn nhẹ ăn cái rồi cũng nhai rồi xong rồi bắt đầu là cắn một cái nữa rồi nuốt cái kiểu kiểu vậy đó thì khi mà anh bốc một cái anh ăn giống vậy đó thì hai cái thằng này nó nói, trời ơi mày ăn vậy rồi chừng nào mới hết cái mâm thôi nè mày ăn giống tao là mày ăn giống tao nè bắt đầu là hai cái này nó bay lên người anh, nó nhảy lên người anh, nó đè anh xuống, nó đè anh té xuống, đè anh té xuống. bắt đầu là nó cầm những cái bánh bèo đó nó nhét, nó nhét nha, nó nhét, nó nhét, nó nhận, nó nhận, nó nhận như là nó, nhận, nó nhận, 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 nhận. mà cái anh nói đó, lúc đó là cái miệng anh nó càng nhận là nó càng đau, đau mà vừa đau mà vừa kinh sợ mà vừa không hiểu chuyện gì xảy ra mà vừa mệt trong người. nói chung là đủ thứ chuyện trên đời và rất là kinh dị luôn mà nó nhét anh cảm nhận là cái miệng anh không thể nào nhét thêm, đừng có nói là cái bánh bèo, không có thể nào nhét thêm một cái hạt cát nào nữa hết trên á. Mà trên đây nó cứ cầm, mà nó cứ nhận, nó nhận, nó nhận, nó nhận vậy nè. Thành ra là cái miệng anh đó, anh thiếu điều anh muốn tét cái miệng, anh muốn bể cái miệng anh luôn vậy đó. Nó phùng, nó càng ngày, nó càng cứng, 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 cứng vậy đó. Đó, rồi vui nha. Nó nhét vô vậy xong lúc này là anh hết nói được rồi là xong rồi đó là anh bị trợn trắng mắt rồi à, anh hết biết gì rồi à. anh chỉ thấy khung cảnh đằng trước là nó bị mờ mờ mọi người thử mọi người trợn trợn mắt à. mọi người nhìn là không thấy gì hết không rõ sự vật gì hết nhưng mà vẫn biết được là vẫn biết được xung quanh như thế nào nhưng mà nhìn không có rõ thôi thì hai đứa nhỏ này à, nó mới giác anh lên dai nó mới giác anh lên dai nó chạy 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 nó bỏ anh vô căn nhà trong lúc đó là anh thấy nó bỏ anh vô trong một cái căn nhà đó căn nhà cũ sập sệ lắm mà nó bỏ anh dựa vô trong cái cột vô trong cái cột vậy đó và anh ngồi ở trong cái cột vậy đó thì từ lúc đó cho tới khi mà anh được kéo ra khỏi cái bụi lùm nha Là anh vẫn tưởng đâu là anh ở trong căn nhà Chứ không ai ở trong bụi lùm Là nó anh đang ngồi trong đó là anh, thấy anh ngồi mà anh mệt người hay sao Không có bị trói gì hết mà anh chỉ ngồi vậy đó Cái họng thì nó cứ ngắt à, không có kêu được vậy chứ Thì anh ngồi anh cứ lờ đờ lờ đờ là không biết gì, gì thế ra mà đằng trước mắt thì anh vẫn thấy được nha Thì chút xíu sau á thì anh thấy bắt đầu là anh thấy mẹ mình nè à cái người mẹ mình vô kêu thành ơi thành con đang đâu thành bớ người ta thành ơi nọ rồi đó rồi anh thấy mấy cái người trong kép bên trong trong đoàn đó mấy người kép thì nọ đồ vô kiếm rồi là anh thấy anh nói là anh thấy anh thấy từng mặt từng người là người ta đi ngang mình nói, ngay chỗ cửa nhà ngay chỗ cột nhà thì anh ngồi là anh ngồi ở đây là cái cột nhà nó kế bên cái cửa nhà nó kế bên thành ra là những cái người đó người ta đi ngang đó anh thấy rõ ràng là người ta hốc cái đầu vô người ta dòm dòm thẳng mặt anh cái gì nè dòm qua dòm lại ngóc cái đầu ra đi cái hồi nữa người khác ngóc cái đầu vô dòm dòm qua dòm lại ngóc ra đi mà bao nhiêu người trong đoàn là bao nhiêu người dòm vô trong cái 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 đó để mà nhìn anh vậy đó mà anh không tài nào anh kêu được anh cứ như nè một hỏng đất mà đâu có kêu được đâu mà anh tay chân thì nó rụng rời không thể nào mà ra mà kêu mà nắm kêu được thì anh thấy là anh thấy bắt đầu là mười mấy người xong bắt đầu là người ta đi đó lúc mà người ta bỏ người ta đi kiểu như là người ta không thấy anh người ta đi đó thì anh tức tức như mà không tài nào mà anh kêu được, đó thì cũng lâu rất là lâu sau nha khoảng một tiếng đồng hồ sau cái bắt đầu người ta thấy bắt đầu anh thấy người ta bắt đầu là chở ra, đó là bắt đầu là anh thấy cái đoàn này trở ra là lúc đó là tới lúc mà cái đoàn này người ta đi kiếm không có rồi đó người ta chở ra để mà chuẩn bị đi hát rồi đó, thì anh thấy chở ra, anh thấy chở ra sau cái anh cử anh nhúc nhích lúc này là anh biết là nếu mà lúc này mà anh không nhúc nhích anh không có làm cái gì nữa là coi như là anh sẽ chết luôn á, đó. đó là anh biết gì luôn á thì bắt đầu là anh mới cũng cửa anh anh làm thiệt là mạnh là anh dưỡng anh thiệt là mạnh kiểu như là hết sức cái bình sinh luôn á là phải nói là dùng phải gọi là một ngàn phần trăm công lực lúc đó luôn á là anh nhúc nhích anh làm thiệt là mạnh đó. thì khi mà anh làm vậy đó nha thì cái những cái người đó cái ông cái ông mà đi kiếm cuối cùng mà ông vô ông kiếm thử còn sao đó là tự nhiên ông đi ngang ông thấy trong cái bụi đó nó cựa quậy giống như là có con chuột hay là con rắn gì nó bò trong bụi nó cựa quậy một cái thì anh thì cái ông đó ông đâu có tính vô kiếm đâu ông nghĩ là dán chuột thì thôi tại vì hồi nãy mười mấy người bu vô kiếm không có rồi mà nó thì vô kiếm chi nữa nhưng mà linh tính làm sao đó ông nói thôi thấy rung rinh gì vô kiếm thử đó thì cái rung rinh đó là do cái anh anh nhàn này là anh cố gắng làm vậy đó à, mọi người hiểu không thì lúc này ông nhìn vô nha cái anh nhàn trong đây đó là anh cũng nhìn vô anh cũng nhìn ra ông này nhìn vô thì ông này thấy lúc này là anh nhàn thấy ông lòi cái đầu vô ông nhìn thì ông bắt đầu ông ông này ông thấy ông kêu ôi, ôi nó nè nó nè ôi, ôi, la lớn lên la ông sầm lên người ta mới bu lại thì khi mà anh biết á cái lúc này mọi người hiểu tâm lý nè lúc này anh nhàng, anh biết là người ta kiếm thấy ảnh rồi đó là lúc này là anh hết biết gì luôn á là lý như là lúc đầu á là rất là sợ mà quán loạn sợ lắm sợ thiệt là sợ luôn đó nhưng mà tới cái lúc đó thì bình sinh nó bắt đầu là bắt đầu là sinh tồn nổi lên mà cửa quậy như vậy nhưng mà tới khi biết được người ta tới cứu mình rồi á là coi như là xỉu coi như là bao nhiêu cái sức lực mà dồn vô hết lúc đó rồi là xỉu luôn là xỉu ngay tại chỗ luôn bắt đầu người ta tới người ta mới ẩm ra bắt đầu người ta đem về bàn thờ tổ rồi làm vậy đó là anh vẫn chưa tỉnh anh nói lúc đó là anh không biết gì dân mê man hết trơn á nhưng mà tại vì máu nghệ sĩ mà nghệ sĩ cái kép hát này nọ rồi mà nên thành ra đang nằm vậy đó bắt đầu là nghe tiếng chống nhạc nổi lên rồi nghe những cái câu những cái câu mà ngày xưa gọi là tuồng những cái vở tuồng bắt đầu là vua ra vuốt dâu rồi bắt đầu là bay đâu rồi nọ rồi đó là nghe những cái tiếng đó, đó, là bắt đầu là máu nghề nó nổi lên đó. nên thành ra là anh mới bực tỉnh anh giật mình anh tỉnh vậy đó thì lúc đó là anh mới thấy là anh đang ngồi trong chiếc ghen vậy đó và những người ta người ta kể là bắt đầu là người ta kể lại ừ sao mày đi vô trong chổng mà không thấy mày đâu vô rồi thấy mày nằm trong cái bụi lùm bị nhét đất cái nọ rồi đó thì anh bắt đầu là anh ngồi anh kể lại cho người ta nghe Trời ơi, kể tới đâu là người ta nổi da gà cục cục tới đó Mình nghe mình còn thấy ghê nữa Cái khúc mà hai cái thằng nhóc nhỏ nha Mình nói con ma con quỷ gì đó Mình nói bản thân mình luôn Con ma con quỷ nó kinh dị gì đó Sợ thì có sợ nhưng mà cái hình ảnh mà mấy cái đứa ma mà Lúc trước mình cũng có nói đó, ma con nít với mấy đứa nhỏ nhỏ đó Mà nó bu lại mình mà nó giỡn với mình trời Mấy cái hình ảnh đó, nó kinh dị lắm Bản thân mình thì mọi người không biết mọi người sao Chứ bản thân mình là mình rất là sợ những hình ảnh đó mà cái này á, nó còn không phải là nó giỡn chơi vui nữa mà nó còn đè xuống mà nó nhận nó nhận cái bánh bánh bèo đất á, cục đất mà nó nhận nhận vô họng đầy nhóc vậy rất là kinh dị đó thì bắt đầu đó là một cái câu chuyện do nhà có một cái anh nhà mình mình nên gọi là bằng bác bây giờ chắc cái độ tuổi đó mình kêu bằng bác rồi tại vì sao tại vì tới khi mà anh anh sơn đó là anh đi theo cái đoàn hát đó sau này là anh có dịp anh gặp ông nhàn mà anh gặp gặp anh nhàn anh gặp anh nhàn mày lúc này đó là cái ông nhàn từ một cái ông nhàn trong câu chuyện anh cũng tưởng tượng giống như nãy giờ mình kể mọi người nghe mọi người tưởng tượng đó là một cái người thanh niên một cái kép chánh đẹp trai đúng không nhưng mà tới khi gặp rồi đó là đó là một cái ông một cái ông lão rồi một là người lớn tuổi rồi cũng là năm sáu chục tuổi rồi đó tại cái thời điểm đó mà ông này ông đã năm sáu chục tuổi rồi thì hỏi mọi người cái thời thời, thời thời gian mà xảy ra câu chuyện là nó nó rất là lâu rồi đó là nói thì mà đúng thiệt là từ sau đó trở đi đó là sau khi mà bị như vậy xong á là cái cái anh nhàn đó là anh không có bị bệnh gì nặng nữa nhưng mà người thì yếu nó kiểu như là cơ thể nó yếu hơn hơn bình thường thôi chứ nó không có bệnh nữa mà tóc không mọc nổi nữa tóc không là kiểu như là không có ngày xưa kép đó, người ta đổi tóc giả hay nội đồ. nhưng mà cái nhờ cái bộ tóc thiệt đó, là ăn tiền ghê lắm mà cái ông này là từ đó cho đi là ông bị rụng tóc luôn từ cái thời trẻ cho tới lúc già luôn là trên đầu rất là ít tóc đó, nên lúc là anh sơn anh nhìn á anh nhìn vô cái cái anh nhàn này kiểu như gặp nhau thì nọ rồi cũng chào thưa đó thì cũng thấy đúng thiệt là cái ông này tóc ổng bắt đầu là cũng lưa thưa lưa thưa rồi và hỏi ông nói là hồi trẻ vậy đó sau sao cái lần chuyện đó là coi như là chú tóc chú ít vậy luôn đó là ông đó ông cũng nói vậy luôn đó đó là một cái câu chuyện ha cái câu chuyện đầu tiên của anh dương minh sơn và nó, nó 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 rất là kinh dị luôn nha mọi người ha mình đọc cái câu chuyện này thấy nó rất là hay luôn rồi thôi bây giờ là à, mình sẽ kể câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai của anh dương minh sơn luôn nha mọi người nha À, trước khi mà vào cái câu chuyện thứ hai đó, thì mình xin mọi người cho mình quảng cáo một chút xíu à, thì nếu mà những người nào mà yêu quý mình đó, thì nhớ là ủng hộ cái khô gà của mình nha để mình phục vụ cho cái chương trình từ thiện 50 thùng mì mỗi tháng mỗi một sản phẩm bán ra là mình sẽ trích ra năm ngàn để vào cái chương trình đó nha mọi người nha à, rồi mình xin mọi người 10 giây quảng cáo rồi mọi người nha <laughs> mọi người thông cảm giúp mình vì cuộc sống thôi mà à, mà cuộc sống này cuộc sống của người ta nữa cuộc sống của mình cũng có mà ít thôi cuộc, cuộc sống của người ta trong trọng nữa À, rồi à, bây giờ mình sẽ qua cái câu chuyện à, thứ, thứ hai của ngày hôm nay của anh dương minh sơn thì à, đáng lẽ đó cái câu chuyện này á, là nó xảy ra sao có, có nghĩa là cái câu chuyện mà của anh nhàn á à, anh anh khi mà anh dương minh sơn anh kể về đó là anh kể thêm mấy câu chuyện nữa rồi mới tới câu chuyện này nhưng mà thứ nhất á là hồi nãy mình vô mình coi thì nó nó, nó khá là dài nên mình chưa có kể kịp nên mình mới đem cái câu chuyện này lên trước luôn nó cái câu chuyện này là câu chuyện sau cái câu chuyện của dương minh sơn những, những câu chuyện khác đó là tầm khoảng ba bốn tập vậy đó nhưng mà tại vì nó cũng ngắn ngắn nó cũng vừa vừa đủ á là cái thứ nhất cái thứ hai là nó cũng liên quan tới vấn đề là là đi lính cũng này nọ rồi luôn nên thôi mình gọp vô luôn cho nó dễ đó. thì cái câu chuyện này là anh kể về một cái lần mà anh bị ma hù ở bên campuchia lúc này là anh đã đi lính bên campuchia rồi đó thì khi mà qua đây đó là anh cũng chân ướt chân ráo bước vô bộ đội thôi là chưa có biết gì hết trơn á. Thì anh mới được giao cái trọng trách là đi trực, đi trực đêm đó, đi trực đêm ở một cái một cái khu căn cứ mà cái khu căn cứ này anh nói là ngày xưa khu căn cứ này là của bên boss chứ không phải là của bên mình. Nhưng mà mình qua đây mình chiếm, mình chiếm được cái căn cứ này nên thành ra là mình đóng quân ở đây luôn. Và anh đây anh làm luôn. Thì à, bộ đội thì cái chuyện mà cái chuyện trực đêm là cái chuyện giống như là cái chuyện bình thường của bộ đội. À, đúng không? Nhưng mà khi mà anh vào đây đó là anh nghe rất là nhiều người nói về những hiện tượng ma cỏ bên đây. Bản thân anh lúc đó đó là anh đã ở ở ở Việt Nam thì anh đã bị ma chọc rồi và anh nghe chuyện ma rồi, anh cũng đã nghe chuyện của anh anh nhàn luôn rồi, một cái chuyện nó rất là kinh dị rồi. Thì anh cũng nói ma thì cũng sợ nhưng mà cũng không tới nỗi nào, không? nhưng mà những người này người ta kể lại cho anh người ta nói đó, là ma ở bên Campuchia đó là nó khác cái ma Việt Nam vậy lắm, nó dữ dằn hơn cái ma Việt Nam đó. Đó, mày thấy không bon bot ở campuchia nói, nó, cỡ nào mà thấy là ma cỏ nó, nó phải cỡ đó đó à, lúc đầu là không sợ lúc đầu anh như minh sơn anh không sợ nhưng mà anh nghe riết anh bị nhồi <laughs> anh bị đưa vô trong đầu riết anh sợ anh nói anh tưởng tượng tới những lần mà tại vì nghe ngày xưa mọi người biết mà ở đây mình không biết mình nói tới thì có phải là xúc phạm gì không nhưng mà có những lần mình đi xuống dưới ba trúc đó mình vào trong cái bon bot đó thì mình thấy là nó ác thiệt nó giả mang thiệt mọi người đó. thì những người nào không biết có thể lên trên Google search mà bon Campuchia là mọi người sẽ biết đó. nó rất là giả mang mang rợ lắm thì bắt đầu là anh sơn anh nghe anh vừa nghe chuyện ma mà anh vừa nghe ừ bon Boss mà nó bắt được mày nó làm sao sao đó là anh nghe đến anh sợ anh sợ lắm đó. thì anh khi mà anh dương minh sơn anh vào đây đó là cái thứ nhất là anh làm bộ đội vậy cái thứ hai là anh cũng rất là mê súng anh nói anh mê súng dữ lắm mê súng dữ lắm mà khi mà mới bước vào thì chân ướt chân ráo mà mấy cái súng lục mấy cái ak còn chưa được cầm nữa mà mê dữ lắm rất là mê luôn thì cái tối hôm đó đó anh mới đi trực trực thì sợ lắm Nó nghe nói tới cái chữ ừ tối nay thằng sơn là đi trực vào cái ca đó ca đó là nghe cái câu thôi là muốn đái mừng rồi là biết là cái giờ đó là cái giờ mà hai bay hay tầm khoảng 2 giờ đêm 3 giờ đêm đó là rất là ghê mà cái luật ở trong quân đội đó là mỗi một người bộ đội đi trực như vậy đó, là chỉ được một người đi thôi đó, chỉ được một người đi và đi một tiếng rưỡi xong vào thai ca khác đó, còn ví dụ như là Ừ bây giờ anh này rủ anh kia hai anh đi hai anh trực cùng lúc 3 tiếng được không không được luôn đó là để đảm bảo cái vấn đề sức khỏe cho cho bộ đội để mà sáng mai còn làm những chuyện khác nữa nên thành ra mỗi ca trực là một bộ đội và mỗi ca trực kéo dài chỉ được một tiếng rưỡi thôi không được ngắn hơn mà cũng không được trễ hơn nữa nói thì nói vậy thôi nhưng mà do cái khu vực đó là cái khu vực mà nổi tiếng về ma mà nên thành ra là những cái người trước đó những cái người mà người ta vào quân ngủ trước đó người ta cũng hay vậy đó người ta cũng rủ nhờ ừ tối nay tao mày lén đi tao mày lén đi trực đi có gì thấy chỉ huy rồi mình núp ví dụ như là thấy chỉ quy đi tới thì núp thằng một thằng thì núp thằng thì đứng đó đó là coi như là không có gì xảy ra thì anh sơn anh cũng biết như vậy nên anh mới rủ anh mới rủ cái ông anh kia cũng nằm ở trong đội luôn nói anh em mới vô em cái này ngán quá anh ơi đáng lẽ em không có sợ đâu mà mấy ngày nay không kể chuyện ma hoài hồi không dám điền mình đâu không mấy tối nay anh đi với em đi có gì gặp chỉ quy rồi mình né mà lỡ có bị bắt thì em chịu hết cho đó. thì ông kia ông cũng nói nó đi thì đi tao đi với mày nhưng mà bắt một cái rồi là coi như là nguyên một đội là phạt hết chứ không phải là ừ mày nói mày bắt xong là ừ do mày rủ là phạt mình mày đâu làm gì có nhưng mà thôi mày mới vô thôi để tao đi với mày đó thì những người trong đội những người kia người ta nghe người ta cũng không có nói gì tại vì ai cũng như ai à ai cũng như ai chứ mấy người kia cũng vậy mà, mà, mà anh sơn cũng vậy thôi nhưng mà mấy người kia những người mà lớn lớn người ta cũng nhắc Nói đi đi cẩn thận à chị quy bắt một cái là nguyên một cái đội rồi sáng ra hút trâu thấy mẹ đó phạt là phạt hết đó chứ không phải phạt riêng mình mày đâu đi cho cẩn thận đó, thì anh nghe vậy anh cũng đỡ sợ rồi anh nghe gì là biết gì là cũng được nó thấy người ta bình giật mình thì tối hôm đó mới đi đó là tối tối hôm đó mới đi nha thì khi mà vừa đi đi vòng vòng gác như vậy đó là vừa canh quân địch mà phải vừa canh ông chỉ huy nữa nên thành ra là cái nhiệm vụ nó căng thẳng hơn bình thường đó là đi đó dịu như cắt ra ừ, sơn mày canh bên đó nha tại vì cái hướng đó là hướng của địch mày coi coi là bắt đầu là có pháo sáng có bắn gì không nha nghe âm thanh nha tao bên đây tao canh ông chỉ huy à. à tao bên đây tao canh ông chỉ huy ổng à, tới một cái là chưa địch chưa tới nữa là bắt đầu là ngày mai là thấy là bắt đầu là ăn cướp châu luôn rồi đó à, là kiểu kiểu như vậy thì bắt đầu mới đi thì lúc này đi vòng vòng vậy á thì mới đi lên trên hướng một cái đồi lên hướng một cái đồi thì ở trên một cái đồi này nè là nó có một cái căn chòi ở một cái căn chòi nằm ở trên đồi nha là trong cái căn chòi đó là nó có một cây súng cái súng anh nói là cái súng 12 ly 8 cái súng 12 ly 8 mình biết cái súng này nhưng mà để mình nói cho mọi người dễ hiểu thì đây là một cái cây đại liên đi tại vì đại liên nó cũng có nhiều loại đại liên khác nhau và cái cây này là cái cây đại liên 12 ly li 8 à, những anh chị cô chú lớn tuổi chắc chắn sẽ biết nhưng mà những bạn trẻ cỡ bằng tuổi mình thì chắc là không biết đâu à thì đó là của cây đại liên và để trong đó thì mới đầu cái sự tích của cây đại liên này là nó làm sao ngày xưa đó khi quân của mình kéo tới đây để mà chiếm cái căn cứ bon này đó là tại vì quân mình là quân đánh ập vô mà ập vô một cái là bắn phá mầm hết là chiếm được nhanh lắm là trong vòng là 45 phút là chiếm được cái căn cứ này rồi nhưng mà khi chiếm xong á giết hết nè một phần thì tụi nó chạy một phần thì bị giết thì lại nghe một cái tiếng là cái tiếng đại liên á ở trên phía đồi bắn bắn canh 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 như nè bắn à, luôn bắn suốt 45 phút như vậy bắn hoài bắn hoài bắn miệt mài luôn thì mấy ông bộ đội mới nói nhau nói cái thằng này nó bị khùng cái gì trời trời chỉ huy tướng tá của nó bắt ở đây hết trơn giết hết trơn rồi mà cho nó nó bắn hoài đáng lẽ như người ta là người ta phải bỏ chạy đúng không tại vì bây giờ nói là nói tiểu liên đại, đại liên vậy thôi mà không lẽ bắn mà bắn hết mấy trăm người bộ đội ở đây là người ta lên người ta cắt cổ chết đó thì bắt đầu là nghe nó bắn hoài à nói nói nghe trên đây nó cứ bắn mà nó cứ bắn hoài à. À, bắt đầu là núp núp xong bắt đầu là dưới đây quân mình núp xong bắt đầu là cử người cử ba bốn người bắt đầu là đi dòng đường sau á dòng đường đòi đi sao nó đâu biết đâu dòng lên cắt cổ nó à, thì khi mà đi lên đó thì mới biết là tại sao nó ở đó mình thấy cái này nó rất là ác luôn là những cái người tướng của bên boss á người ta xiền cái chân của cái ông này nè cái anh này nè à, mình xin phép mọi bằng cái anh mặc dù là cũng là bên boss nhưng mà người ta mất rồi thì cái độ tuổi cũng lớn đó nên mình dành cái sự tôn trọng cho người ta thì cái anh đó đó anh lính đó đó là anh bị những cái ông tướng đó ổng xin ổng xiền cái chân vô vô trong cái súng luôn Cái súng đó thì bị khoan khoan kiểu như là bị kiểu như là bị dính chặt dưới đất còn cái chân của ông lính này đó thì bị siết chặt vô trong trong cái chân súng nên thành ra bây giờ chạy cũng đâu có chạy được mà bây giờ bắn xuống thì cũng chết mà bây giờ không bắn biết thế nào lên dân mình cũng giết tại vì lúc đó là không thể nào mà mình thấy ở thấy thương quá đã chiến tranh mà mọi người chiến tranh nó rất là ác liệt không thể nào nói ừ tới thấy thương quá thôi tao thả mày hay sao đó không có tới gặp là giết thôi đó. thì bây giờ thôi bị Bi biết sao giờ thôi bây giờ cứ bắn hoài mà đạn á thì cái ông cái ông tướng ở đây ông cấp cho một thùng đạn trà bá lửa vậy nè ông nói khi nào bắn hết thì thôi <laughs> kiểu gì đó là coi như là bắn miệt mài luôn cái súng nó bắn và bắn mà bắn, mà bắn từ lúc mà dân quân mình tới ập tới mà đánh này nọ đánh xong hết rồi bắt đầu là giết xong hết rồi mà vẫn còn bắn cứ bắn y xèo vậy đó đó, thì dân mình tới thì đương nhiên là cái chuyện đó thì nó phải xảy ra thôi cái chuyện mà giết cái ông lính là phải xảy ra thôi tại vì chiến tranh mà thì bắt đầu là giết xong vậy thì mới kiếm kiếm cái căn cứ vậy đó xong mới để lại luôn mới để lại cái cây đại liên này luôn tại vì thấy cây đại liên đó là để cái chỗ đó là đúng là kiểu như canh gác vừa canh gác rồi lỡ có gì thì bắn luôn á đó. Đó, nhưng mà chỉ là thay đổi một chút xíu là xây một cái chòi thôi ngày xưa thì không có chòi ngày xưa thì nó là nó nằm ở ngoài trời luôn nó nằm trên đồi mà nó nằm ngoài trời luôn còn bây giờ là xây cái chòi lên thì cái tròi lên chỉ như là che nắng che mưa cũng giống như là bảo quản luôn bảo quản kiểu như nắng mưa riết thì nó bị rỉ sét này nọ rồi đó thì cũng cũng không có xài được nên là cũng bảo quản cây súng luôn thì hai lúc quay về nha quay về anh dương minh sơn và cái ông kia hai người đi vậy đó thì anh dương minh sơn cũng biết cái chuyện này rồi anh cũng dòm cây đại liên lúc mà gần tới cái ngọn đồi đó anh dòm cây đại liên mà anh nói là anh dòm cái súng mà, mà nước miếng nó chảy luôn em À là kiểu như là khoái cái súng vậy đó thì cái ông kia ông mới nói ông nói mày biết cây súng này không mày biết cách xài cái súng này không cây cây mười hai ly tám nè biết xài không thì anh dương minh sơn anh mới kiểu như là được mở cờ trong bụng vậy nói, rồi trời anh ơi em vô đây là em là kiểu cầm ba lô cầm chiếu cầm bùng thôi chứ còn cầm súng là em chưa cầm AK mà em còn chưa được cầm nữa ba cái hàng này đâu có ai cho em đụng tới đó thì anh nói vậy thôi bây giờ nè đi bây giờ tao mày lén lén cái tao ngày xưa nè bắt đầu ông này ổng dỗ được xưng tên ông nói tao ngày xưa nè tao vô trước mày không à tao thì tao chưa có bắn cái súng này đâu nhưng mà ngày xưa trong cái lúc học á là tao học kỹ lắm cái súng này là coi như là tao nằm lòng luôn cách xài sao là tao nằm lòng trong lòng bàn tay là tao biết xài hết vô đây vô đây tao chỉ cho mày cách xài đó thì anh anh sơn anh nói nó được không anh vô chổng mà chị quy thấy nữa đi gác vậy cái tội là tội nặng rồi mà vô mà còn phá phách súng nữa mà thấy một cái là xong luôn á anh ơi ghê lắm á thôi thôi đó mà cái miệng anh sơn thì nói cái chân anh sơn thì đi vừa nói thôi thôi anh ơi thôi anh ơi cái là cái chân bước vô tới cây súng mẹ rồi hả? tại vì mê quá mà thì đứng với cây súng rồi đó thì anh này mới dở một cái lớp Chỉ như một cái lớp màn giải hay là một cái lớp gì đó là để che chắn cây súng rồi đó để bảo vệ cây súng đó thì mới dở cái lớp đó ra đó thì cái ông này bắt đầu là ông đóng kịch giống như là ông giả bộ giả dạng giống như là chỉ huy gì đó thì ông nói ừ là ha mà đứng cái tướng này nè ha đứng chỉ đó đứng dạy cho anh dương minh sơn đó anh dương minh sơn thì đứng bên đây là bắt đầu chăm chú dòm chăm chú nhìn nhìn gì nào hay vậy anh ờ vậy hả anh ờ ờ, ờ đó là ông này ông đứng trên đây là ông đứng rồi bắt đầu banh chân ra đó, rồi để cái tay vô nha đó, thấy hai cái cần không gặt là phải gặt đều nghe không đó, rồi đạn vô đường này nghe không rồi chỉnh sửa canh chừng canh sao nghe không đó, thì cái cây đại liên lấy cây cầm mà đứng cầm bắn canh canh, nè đó là ông chỉ đó, vừa bên đây vừa chỉ anh sơn ảnh ờ ờ à, vậy ha anh ừ à, ừ à. thì khi mà hai người đang nói qua nói lại như vậy đó thì bắt đầu là mới nghe một cái giọng hừ cái giọng nó vậy nè Ừ. À, cái giọng nó vậy đó ừ. à, là cái giọng nó giống như là cái giọng mà mọi người tưởng tượng mình là người lớn nè mình xài điện thoại nè mình tối ví dụ mình buổi trưa mình nằm cái điện thoại mình để điện thoại đó mà mấy đứa nhỏ đó mấy đứa nhỏ nó lén lén lại nó tính nó lấy nó, lấy cái điện thoại để mà nó chơi đó mình ngủ mình thấy được xong cái mình với bộ mình hừ một cái để cho mà nó biết mình thấy đó là kiểu như là mình hù mình mình hừ mình không có vừa ý người ta xài đồ của mình mình hừ cái gì đó thì cái tiếng hự nó cũng giống vậy đó mấy ông này đang trà măng mê cái súng là bên đây là nghe đó. thì bắt đầu là nghe vậy xong là bắt đầu là hai người đứng hình hai người đứng hình cái bắt đầu đứng nghiêm lại đứng lên nghiêm lại chắp tay nghiêm lại tưởng đâu là ông chỉ huy ông tới tưởng đâu là ông chỉ huy ông đâu ông đi ra ông đi bọc đường sau ông tới để mà kiểu như là ông bắt quả tang đó chứ nếu mà đi trước mặt là biết đó, tại vì anh dương minh anh dương minh sơn là anh vừa coi súng mà anh vừa canh ở ngoài nữa anh coi anh canh cái bên này không à xong anh tập trung vô anh coi súng á nên thành ra nếu mà ông chỉ huy đó mà ông đi bọc đường sau á là không có biết thì bắt đầu đứng nghiêm vậy nè đứng nghiêm vậy nè à, đợi là đợi ông ông chỉ huy lên chửi đó đợi hoài không thấy đợi hoài không thấy ông chỉ huy đâu hết trơn bắt đầu là nhưng mà bắt đầu ngó hai người ngó ngó dòm dòm sau lưng thôi giờ không thấy ai hết rồi bắt đầu là sụi tay xuống bắt đầu là quay qua kiếm kiếm hết cả một cái đỉnh đội luôn không có thấy một bóng người luôn. không thấy một bóng người đó luôn nha đó bắt đầu là khi mà phát hiện được khi mà biết được rồi đó là không phải là người đó mà nếu mà kiểu như là không kiếm thấy người thì biết chắc chắn là ma rồi đó thì lúc này là hai anh mới đầu là phóng ra khỏi cái chỗ cái chòi luôn phóng có dèo ra khỏi cái chòi luôn đó là không ai nói nhau tiếng nào cho phóng ra bắt đầu là phóng ra ngoài đứng á thì bắt đầu anh sơn mới hỏi nó anh nghe không anh anh nghe không cái anh kia nói nghe nghe sơn mày nghe luôn hả mày có nghe luôn hả mới đầu là hai nó qua nó lại cái hồi nó rồi rồi anh ơi nó rồi đó anh ơi nó rồi đó hỏi ai ai thì cái thằng con bót chứ ai cái súng là lúc mà nó chết anh nói là nó chết là nó chết trên cái súng đó là cái súng của nó giờ mình giờ mình mói nó nó không vừa ý rồi nó mới hừ mình vậy đó nó đó thằng bon boss chứ chứ ai anh nó bắt đầu là hai anh em sợ lắm bắt đầu tính chạy về ở bắt, bắt đầu tính chạy về nhưng mà ngặt một cái đó là cái cái miếng đó, cái miếng mà che cái súng đó, là nó đang rớt dưới đất nên thành ra là phải vô đó lụm ở nên thành ra là người canh người thì vô lụm ha anh dương minh sơn thì anh canh ngoài này nha hả? còn ông kia thì ông vô ông lụm ông che lại tại vì nếu mà không che đó chạy về sáng mai mà chỉ huy thấy đó, là biết tối nay là ừ, cái ca trực của ông nào ông nào đó đội nào đó lôi ra là thế nào là cũng lòi ra anh nên thành ra là sẽ bị phạt thành 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 ra là cố gắng vô đó để mà che lại người ta nói ha kể từ đó về sau nha đi vô tới cái miếng đòi đó nha liếc vô dòm còn không dám liếc chứ đừng có nói mà đi vô phá súng nữa nhất là anh dương minh sơn mê súng cỡ nào cỡ đó, mà cứ đi tới dù như cái ngọn đòi bên đây đi cái, cái cái chỗ mà cái chòi nó bên đây đi đi tới chỗ này cái lơ chỗ khác phút sáu đồ à, phút đồ dòm chỗ khác dòm cây dòm mây vậy đó chứ không bao buổi trưa hay là buổi tối gì cũng vậy không có dám nhìn vô cái súng đó luôn đó. chứ đừng có nói mà đi ở đó phá đi một lần nào nữa ở à, đó là mỗi câu chuyện thứ hai nha hôm nay mình xin phép là mình kể hai câu chuyện của anh là cũng nó hơi ngắn ngắn chút xíu à, tại vì mình lúc trước mình kể tới tiếng mấy chắc hôm nay kể uh, bốn mấy năm chục phút quá tại vì uh, sáng giờ mình cũng lưu bu làm ba cái này nè à, bây giờ thì mình còn chưa xong đâu bây giờ mình cũng phải làm thêm nữa tại vì mình còn có mấy hũ à mình làm thêm rồi bắt đầu là mình tạo trang shopee đó không biết là mọi người có hay mua trên shopee mọi người nhắn comment cho mình biết nha tại vì mình cũng đang tính tạo một trang shopee đó đó là coi như là những cái câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi đó nếu mọi người thấy hay đó thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng xem nha đó và khi người ta thấy hay đó người ta mới biết tới mình và người ta gửi những câu chuyện về cho mình để mình kể lại cho mọi người nghe nữa À, và đừng quên một cái là nếu có thể là nhớ ủng hộ khô gà của du Mập nha du Mập cảm ơn mọi người rất là nhiều thôi những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi du Mập xin chào mọi người